Y là nói hoa đó bà. Trong tình huống nói chuyện đã rõ rồi nên không cần nói hoa ra cũng hiểu rồi mà. Vậy hả mà? Nhưng mà cái nón kết gì đang đội đẹp quá đi, rất hợp với gì đó. Dạ cái nón kết đó đẹp lắm á bà ơi. Vậy sao? Tại vì đội mũ thì sẽ nóng đầu và đổ mồ hôi nhiều lắm, còn nếu dùng dù thì lại bị dướng tay chân, cho nên dùng cái này là tiện nhất luôn đó nè. Với lại nhìn nó đi rất là hợp với tôi, có đúng không? À quên nữa, mời cô Nohara vô nhà uống trà đi ha, đứng đây nói chuyện kỳ quá. Nhưng mà ê trời ơi, đừng có khách sáo mà, mời vô nhà, mời vô nhà. Đây xin mời. Làm phiền gì quá. Qua wow, hương thơm quá đi. Trà gì vậy gì? Đây là loại trà xanh hạng nhất trên thị trường đó nha. Quá wow, thật là sang quá đi à. Đúng luôn đúng luôn. Người keo như mẹ thì làm sao mua loại trà này được. Nói xấu mẹ cái gì đó hả? Nhóc đầu cỏ kia. Bị nhiễm phim nên bắt chước giống y hệt nhân vật lúc nãy luôn. Không biết khuôn mặt của mẹ bây giờ sao nữa ta. Cẩn thận đó nha con. Còn có bánh ngọt nữa đó. Dạ thôi dùng trà được rồi. Dạ thôi được rồi mà. Còn đó nha, im lặng chút cho mẹ nhờ được không hả? Nè Hi Ma, con làm gì vậy? Hi Ma đã làm hư cái nón kết mất tiêu rồi mẹ ơi. Hi Ma, không được, không được như vậy. Thật xin lỗi gì. Hình như là không thể sửa lại được nữa rồi. Nó bị rách đôi rồi nên chắc là dạ, không. Dạ chắc nữa là vậy rồi. Dạ để con sẽ đền lại cho dì ạ. Thôi thôi không sao đâu, cũng tại tôi sơ ý để ở bên đó thôi mà. Nhưng mà thiệt đó, đừng có để ý chuyện đó nữa ha. Công nhận cũng tiếc cái nón kết mà mình thích, với lại cũng vừa dặn cỡ đầu của mình. Cái này có vẻ được nha, nhưng mà thấy không hợp với dì ấy. Ấy không được. Trời ơi, thiệt tình. Lấy cái nào hợp với dì ấy đây ta? Mẹ ơi, có hàng giá rẻ bên kia kìa mẹ. Hả? Đúng rồi ha, cái đó rẻ quá ha. Nhưng mà mẹ thấy cái bên kia nhìn sang hơn nhiều đó. Với lại là cái để thay lời xin lỗi nên cũng cần trang trọng. Mình mua cái này đi. Ôi trời ơi, tôi nói là thôi được rồi. Dạ không, dì cứ xem đây là chút lòng cái thành của con đi. Cái đó không phải là hàng giảm giá đó bà ơi. Mặc dù mẹ Mise kẹo kéo nhưng đã cố gắng để mua nè đó. Nè, ai biểu nói chuyện đó hả Shin? Dạ con hy vọng là dì sẽ thích cái này. Con đã chọn kỹ lắm rồi, nhất định là sẽ vừa khích với đầu của bà luôn. Đã nói là không cần nói nhiều rồi mà cứ. Là mẹ đã nói như vậy con chỉ nói lại thôi. Cô Misae tình cảm quá à, làm cho tôi thấy xúc động ghê á. Hả? Sao vậy dì? Nếu không thích thì con sẽ đem ra tiệm đổi lại cái khác cũng được mà. Không đâu, không đâu, làm gì có chuyện đổi lại chứ. Wow, đẹp quá trời luôn. Rất hợp với dáng bà đó. Công nhận màu đó hợp với dì quá. Cảm ơn cô Nohara nhiều mà nha. Mà là dì thích chứ không là con thấy ngại lắm. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra nó hơi chật so với cái đầu của mình. Ngày hôm sau, bây giờ mình phải đi siêu thị mua đồ ăn. Nếu mà không đội thì phụ lòng của cổ mất tiêu á. Đau quá trời ơi, đúng là chặt thiệt luôn á. Chắc là không đội. Ủa? Cái nón kết mới mua đâu rồi bà? Thôi chết. Không lẽ dì ấy không thực sự thích cái nón đó? Chắc là cô ấy đang nghĩ mình không thích cái nón kết đó rồi. Dạ, đúng là tôi đáng trí thiệt mà. Có đem nón theo mà quên đổi mất tiêu à. Đúng là mình suy diễn hơi quá rồi. Cũng hên là hồi nãy bỏ bữa theo nay, một cuốn sách. Dì cũng đi mua đồ ăn phải không dì? Bây giờ tôi phải đi liền đây. Dạ, dì đi cẩn thận nha. Bà đi cẩn thận nha, bye bye bà. Bye bye. Dạ con chào dì hàng xóm. Chào cô nha. Con chào bà buổi trưa đi dạo vui vẻ nha. Chào Shin, ngoan quá. Ha 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 ha.
Hình như mẹ thấy dì hàng xóm không có thích đội cái nón đó thì phải. Dì ấy đấy, nhưng không biết có thật sự vậy không. Cái nón đó mẹ thấy cũng... Mẹ hỏi thử xem sao. Ừ ha, nhưng mà mấy cái chuyện đó làm sao mà hỏi được. Sao vậy? Cái đó gọi là giữ mối quan hệ hàng xóm đó, có biết chưa hả? Mua rau củ đi chị ơi. Hàng tươi ngon chất lượng đây. Dạ cảm ơn quý khách. Để con làm nên giùm cho. Dạ thật sự xin lỗi. Xin lỗi tôi không có ý. Không sao đâu. Thế dạ, lại phải mua thêm cái nữa rồi mẹ ơi. Không đâu. Thật ra không có gì đâu. Bởi vì gần đây tôi thích che dù trở lại. Cho nên cái dù đó hợp với gì ghê nha. Nhìn thấy sang trọng lắm đó. Có đúng không nè?